học về vấn đề quan trọng cũng như là trọng tâm chương trình, đó là vấn đề về hướng đối tượng. Thì buổi trước chúng ta đã nói đến vấn đề về tạ, tạo định nghĩa lớp hay là tạo lớp đó, tạo class hay định nghĩa class. Trong đấy có các thuộc tính và các hàm, các phương thức, cũng như là nói đến vấn đề về hàm tạo. Chúng ta có thể có các hàm tạo không tham số, đầy đủ tham số, hoặc là một cái số lượng tham số đâu đấy mà ta mong muốn, sẽ phải tạo giá trị cho cái thuộc tính tương ứng. Và đây chúng ta cũng còn nói đến vấn đề về từ khóa this. Nó đại diện cho, nó là current current object đó, đối tượng hiện thời, là đối tượng mà đại diện cho cái, tức là nó đại diện cho cái đối tượng hiện thời, là cái đối tượng mà gọi đến cái hàm mà chứa this tương ứng. Đấy, thì ở đây khi chúng ta mà tạo ra một đối tượng nào đấy, thì đồng thời với việc tạo đấy, chúng ta sẽ gọi đến cái hàm tạo tương ứng. Ví dụ như ở đây chúng ta có hàm ta gọi ta tạo ra đối tượng cat chẳng hạn. Trong tình huống này ta gọi đến hàm tạo không tham số, thì lúc này hàm tạo không tham số sẽ được kích hoạt và nó sẽ khởi tạo giá trị ban đầu cho các thuộc tính tương ứng của cat theo cách thức của hàm tạo không tham số. Còn ví dụ như nếu như ở đây chúng ta có một cái đối tượng dog và nó được tạo ra và nó gọi đến cái hàm tạo đầy đủ tham số với các giá trị chuyển đi tương ứng, thì lúc này hàm tạo đầy đủ tham số sẽ được kích hoạt và nó sẽ khởi tạo giá trị ban đầu cho anh bạn dog này. Ở đây thì chúng ta sẽ có sẽ nói thêm đến cái điều tiếp theo như sau, đó là bổ từ truy cập. Bổ từ truy cập thì chúng ta có những, hay là còn gọi là có cái mức độ truy cập theo các cái bổ từ như sau này. Đầu tiên là public, public thì cái mức độ truy cập hôm qua bổ từ này sẽ là ở mức độ là toàn toàn project, đúng không? Toàn project có nghĩa là nó sẽ cho phép bất kỳ thành phần nào ở vị trí nào trong project đều có thể truy cập được đến thành phần public. Đây có nghĩa là member, cái member mà member public, cái thành phần public. Cái thành phần ở đây gồm có hai, nó đến hai điều là thuộc tính hoặc là phương thức. Thuộc tính của đối tượng với cả phương thức của đối tượng, phương thức của đối tượng ấy thì sẽ được gọi là, gọi chung là member, đó, thành phần. Thì những thành phần mà ở dạng public sẽ có mức độ truy cập là toàn toàn project, toàn project nhé. Ngược ngược hẳn với nó là private. Private thì cái member private ấy, nó sẽ có cái mức độ truy cập là trong trong cái class, tức là chỉ bên trong cái class mà chứa chứa cái member tương ứng thôi, chứa cái member private tương ứng thôi. Có nghĩa là bên ngoài cái lớp chứa những member private ấy, là ta không truy cập được, bạn không truy cập được một cách trực tiếp. Thứ ba là protected.
Protected. Thì cái anh bạn Protected này nó sẽ cho phép là cái mức độ truy cập là trong cái packet mà trong đó thì ý chỉ những chỉ những lớp thừa kế từ lớp khác mới truy cập được. Và loại thứ tư là loại mặc định, có nghĩa là chúng ta không chỉ định cái bổ thừa truy cập nào cả, thì nó sẽ là loại bổ thừa truy cập ở dạng mặc định là default. Thì cái mức độ truy cập là ở mức độ là ở cấp packet có nghĩa là trong cứ trong một gói thì có nhiều file, thì các cái file trong một gói đấy hoàn toàn có thể truy cập được, hay là hoàn toàn có thể là gọi được đến các thành phần của nhau, các lớp hoàn toàn gọi được thành nhau, nếu như ta không chỉ định cái bổ thừa truy cập nào cả. Đó thì thầy nhắc lại là bổ thừa truy cập là public ý, thì nó sẽ cho phép là các cái đối tượng sẽ truy cập được các cái thành phần của nhau thoải mái trong toàn bộ project. Trong toàn bộ project. Và loại thứ hai là loại ngược lại, thì đây là loại mà có cái mức độ bảo mật cao nhất, bảo vệ cao nhất, hay là cấp độ bảo vệ cao nhất, đó là private. Private thì cấp độ bảo vệ của nó ở mức độ là chỉ nội bộ trong lớp thôi, tức là trong một lớp nào đấy mà nếu như có thành phần nào nó là dạng private thì chỉ có bên trong lớp đấy thì mới truy cập được. Loại thứ ba là protected, thì nó có mức độ truy cập ở trên cấp độ là packet, nhưng mà chỉ có những cái lớp thừa kế từ lớp khác tương ứng thì mới được phép truy cập. Và loại thứ tư là default, default thì truy cập ở trên trên đoàn toàn bộ cái packet thôi nhé, trong một packet nào đấy. Thế thì bây giờ thầy sẽ lấy ví dụ nhá. Ví dụ thực ra thì cái ví dụ thì dùng một chút nha. Được chưa? Tiếp tục nhá. Thì ở bên trên này này, bên trên này thầy có định nghĩa lớp animal này. Các cái member này, các em thấy rằng là thầy không dùng cái bổ thừa từ truy cập nào hết. Thì có nghĩa là nó ở mức độ là default, và nó mặc định nha. Mức độ truy cập ở dạng mặc định. Có nghĩa là tất cả các cái lớp mà nằm trong cùng một bucket với cái lớp animal này thì đều truy cập được vào các cái member, các cái thuộc tính này nha, các thuộc tính này của animal này.
Nhưng bây giờ thầy giả sử như thầy đặt cái ID này ở dạng private, tức là mã của con vật là ở dạng private, ta sẽ bảo vệ cái mã, có nghĩa là không phải là ai thích truy cập vào mã thì cũng được. Thì khi thầy đặt chế độ là private in ID như thế này này, thì xuống xuống dưới đây đây là một lớp khác, đây lớp khác, còn kia là lớp animal. Thì lúc này các em lập tức thấy cái chỗ mà cat.id bằng 4 bình thường nó không có lỗi, nhưng mà ở đây nó phát sinh ra lỗi. Thì cái cấp độ truy cập của nó đã thay đổi rồi, nó chỉ cho phép nội bộ trong cái lớp chứa cái member ID này mới được truy cập thôi. Đó, thì đây là một cái ví dụ nhỉ. Còn những thành phần mà public thì thoải mái rồi, không dễ rồi. Không có gì. Còn cái protected thì chúng ta chưa học đến vấn đề về thừa kế nên thì không nói được, không lấy được ví dụ nhỉ. Vậy ví dụ. Đây còn vấn đề về thừa kế. Thì ở đây có cái private nó sẽ nổi nổi cộng lên. Là cái một trong những cái bổ từ truy cập quan trọng. Thế thì nó lỗi thế này này, nhưng mà tuy nhiên sẽ có một vài tình huống, tức là ta vẫn bảo vệ nó nhé, ta vẫn bảo vệ nó, tức là ta vẫn để chế độ là private, thì chắc chắn rằng là ở bên ngoài lớp animal này là không được quyền truy cập trực tiếp vào ID. Nhưng mà trong một số tình huống ta vẫn mong muốn là sẽ khi truy cập được vào ID để ta xem là ID nó chứa cái gì để sau đấy ta còn có cái hướng xử lý tiếp theo trong một số tình huống nhé. Hoặc cũng trong một số tình huống ta cần truy cập vào ID để ta thay đổi giá trị của nó để cho nó tương thích với những dữ liệu mới chẳng hạn thế. Thì khi đó ta vẫn đặt chế độ private, nhưng mà ta sẽ có cách thức như sau để ta có thể cho phép truy cập được vào ID từ ngoài lớp, trong trường hợp này này là ngoài lớp animal đó nhỉ. Ngoài lớp animal thì tuy nhiên truy cập đó sẽ là ở dạng là truy cập gián tiếp thôi, không được phép là truy cập trực tiếp. Thì ta sẽ làm như sau này, đó là ta sẽ sử dụng đến kỹ thuật gọi là getter và setter. Getter và setter. Trong đó thì cái getter ấy sẽ là cái kỹ thuật hay là cái cách thức là cho phép truy cập gián tiếp vào member member private nha. Để làm gì? Để lấy thông tin. Tức là khi ta cần truy cập lấy thông tin, lấy thông tin của member private thì lúc đấy ta dùng getter. Đấy. Thì để xây dựng getter, bạn getter thì ta sẽ làm như sau này. Đầu tiên là thường thì nó sẽ có cái mức độ truy cập là public. Public nha. Còn nếu ta muốn bảo mật hơn thì ta có thể để chế độ là default hoặc là protected. Thì bản chất của getter sẽ là các cái phương thức tương ứng để truy cập đến cái thuộc tính tương ứng nha. Public, và nó có kiểu trả về tương ứng với kiểu của cái thuộc tính mà ta muốn truy cập. Ví dụ trong trường hợp này thì xây dựng cái getter cho ID này chẳng hạn. Thì ID nó có kiểu in, nên đây là kiểu in. Sau đấy đến chữ get. Sau đấy đến tên của cái thuộc tính mà ta sẽ xây dựng getter cho nó. ID.
Trong đấy thì chữ y thời kết Ừ. hoa nhá, để phân biệt từ phân biệt từ theo phương pháp đặt tên Kemenkei nhỉ, thì nói nhá. Sau đấy return return ID. Đó, tương tự như vậy ta cũng xây dựng được các cái getter cho những member khác nếu ta muốn. Ví dụ như thầy xây dựng getter cho gender chẳng hạn. Đó, gender public gender có kiểu by by get đó, get gender return return gender. Đó, các cái anh bạn khác ta cũng làm tương tự. Thế nhắc lại là đầu tiên là thường là public nhé, thường là như vậy. Còn chúng ta muốn bảo vệ hơn thì chúng ta có thể để chế độ protected hoặc là default mặc định. Sau đó đến kiểu trả về của getter, thì kiểu trả về của getter nó cùng cùng với kiểu hay là tương đương với kiểu trả về của cái thuộc tính mà ta muốn muốn lấy. Sau đó đến tên, tên thì bắt đầu bằng get nha, bằng get. Sau đó đến nó ghép với cả cái tên của thuộc tính tương ứng, đặt tên tất nhiên là theo chế độ là Kemenkei nha. Sau đấy thì return đến cái thuộc tính này. Thì đó, đó là cái kỹ thuật getter. Tiếp theo ta sang kỹ thuật setter. Thì sẽ truy cập gián tiếp vào member private để set ở đây có nghĩa là để thiết lập lại thông tin đấy. Thiết lập lại thông tin, thiết lập thông tin. Bản chất của các cái setter thì nó cũng là các phương thức thôi, phương thức và cái cách thức xây dựng các setter như sau này. Public, sau đó đến kiểu trở về là void nha, void. Sau đó đến từ từ set trước đã. Ví dụ thầy thì thiết lập setter cho ID chẳng hạn, thì ta có là set ID. Sau đấy nó có một cái tham số, tham số, tham số này có kiểu ứng với kiểu của cái thuộc tính ta muốn set. Và tên, tên thì thường là trùng luôn với cả tên của thuộc tính ta muốn set, thường trùng luôn nhé. Ví dụ đây thầy đặt tạo setter cho thuộc tính ID chẳng hạn. Thế sau đó thì this.id bằng ID. Một ví dụ khác, public void set gender, gender kiểu by đấy, by gender this chấm gender bằng gender. This là cái gì? Buổi trước thì đã giải thích rồi nha. Đó, thì đây là cái cách thức xây dựng các bộ getter và setter nhằm mục đích để có thể truy cập mặc dù là dạng gián tiếp vào trong những thành phần mà
nó có một cái mức độ bảo mật nào đấy, hay là có một cái mức độ bảo vệ nào đấy. Chưa kia. Tiếp tục nhá. Bây giờ ta sẽ áp dụng nó vào vào thực tiễn. Ở phía dưới này nó phát sinh ra các lỗi đấy. Các lỗi. Ở đây là ta truy cập để ta set giá trị thì ta không thể truy cập trực tiếp như này được. Đúng không? Ta không truy cập như thế nha. Lúc này ta đây là ta cái lệnh này nó có nghĩa là truy cập vào ID của cat để thiết lập giá trị 124 cho nó. Thì không không được phép làm thế này. Thì lúc này ta sẽ dùng hình thức đó là gọi đến cái setter để nó set cho nó, set cho cái ID đấy. Set ID này. Truyền đi cái giá trị 124 này. Cho set đi. Là được. Cắt cắt đến bên là chúng không gọi chi tiết này được. Chấm get an đấy như này. Đây thì sẽ thay 124 thành là 13579 chẳng hạn nhá. Để ta chạy thử xem nó có ra không. Để thử nha. 13579 này. Như vậy là ta đã có ta đã thêm một cái phần nữa đó là vấn đề về get set. Get set. Bây giờ các em sẽ xem là có chỗ nào khó hiểu không nhỉ về vấn đề cái xét này nhá, cũng như là các bộ từ truy cập. Nếu mà không có vấn đề gì khó hiểu khó khăn thì chúng ta sẽ đi vào thực chiến bằng cách làm bài tập nha. Chị sao có giống này không? Nghe đúng không? Tốt rồi. Ok, vậy bây giờ thầy sẽ giao bài tập để chúng ta sẽ practice phần này nhé. Thì trong đây có các phương thức, các cái thuộc tính ví dụ như là int ID của con vật này, string name của con vật, float tuổi của con vật này, byte giới tính của con vật này, như thế. Rồi có các phương thức ví dụ như là phương thức public void move out run sweep line vân vân. Hình thức speak chẳng hạn này. Speak Google
Meo meo. Vâng. Thế thì bây giờ ta xây dựng một lớp khác, đó là lớp khác, lớp mèo. Thì mèo cũng sẽ có những cái member giống như động vật ở đây. Dạ, cũng giống, cũng có ID, cũng có name, cũng A, cũng có gender, cũng có move, cũng speak, speak. Thế thì thay vì ta phải copy và cái là xây dựng lại những gì đã có ở trong động vật thì ta chỉ việc cho các thừa kế từ động vật thôi. Wow. Đã có extend, extend động vật. Vậy là sao? Chúng ta sẽ không cần làm gì thêm. Yeah. Extend. Đấy. Thì xuống đây ta định nghĩa một một đối tượng, ta tạo một đối tượng cat và new cat. Lúc này ta sẽ có các chấm, các em sẽ thấy nó vẫn bao gồm các thành phần thứ age, gender, id, name, phương thức speak đây, phương thức move đây. Có hết. Đấy. Ví dụ cat chấm move vẫn gọi là bình thường nhỉ. Đấy, thì chúng ta thấy cái tác dụng cực kỳ lớn của thừa kế. Tuy nhiên, ở đây thì chúng ta sẽ có một cái điều như sau. Phương thức move của animal này nó đang không không phản ánh được chuẩn xác về cái vấn đề di chuyển của cat. Nó không phải là chính xác. Ví dụ mèo thì không bay được. Không bay được. Cái hành vi của mèo thực ra là cái hành động di chuyển của mèo nó không phải là di chuyển theo kiểu bay, và mèo cũng không di chuyển theo kiểu bơi, mà mèo nó run hoặc là nó walk. Vì thế mà cái ông này đang không thể phản ánh được đúng cái hành vi di chuyển của cat. Vì thế mà ở đây chúng ta sẽ có một cái kỹ thuật, nó cũng liên quan đến vấn đề về polymorphism, có nghĩa là đa hình, đó là kỹ thuật về override. Overriding chúng ta gọi là ghi đề phương thức. Thì kỹ thuật này sẽ cho phép là ở lớp con sẽ được quyền định nghĩa lại cái hành vi của lớp con này. Định nghĩa lại hành vi của lớp con sao cho nó chuẩn hơn, nó đúng hơn. Đúng rồi. Có nghĩa là ông ở lớp cha này, ông ấy mô phỏng về vấn đề di chuyển rồi, nhưng mà hoặc là nó không chuẩn hoặc là nó bị thiếu. Thì overriding sẽ cho phép ta có quyền định nghĩa lại cái phương thức đấy để sao cho nó thể hiện chuẩn hơn.
Lúc này ta sẽ có này. A cộng override public void move. Dạ. Yeah. Mèo run walk như thế. Oh. Rồi hành vi speak thì kêu kêu meo meo như thế. Oh. Nó không kêu go go. Account override public void speak speak and other mèo mèo như thế. Wow. Thì đây chính là cái một cái thể hiện nữa của đa hình, đó là ta có quyền xây dựng một phương thức hay là xây dựng lại cái phương thức cái hành vi cho con để nó sẽ thể nó có thể phản ánh đầy đủ hơn, chuẩn xác hơn vì của con. Chúng ta để cái từ khóa account override. À, không phải là từ khóa mà người ta gọi là annotation, cái gọi là cái ghi chú, cái chú thích nha. Notation nha. Đấy, thì đến đây sau khi thầy dựng xong như thế này này mà thầy chạy lại thì cái phương thức move này này catch chấm move này là nó sẽ gọi đến phương thức move của mèo nhé. Nó sẽ không gọi phương thức move của animal nữa. Nên nó sẽ, người ta gọi là ghi đề là như thế. Nó sẽ đó run walk thay vì run swim fly. Tuy nhiên cũng có một cái tình huống như thầy vừa nói, đó là cái phương thức của cha nó vẫn phản ánh được được cái hành vi của con, nhưng mà nó phản ánh thiếu thôi. Nó phản ánh thiếu thì có nghĩa là thế nào? Có nghĩa là con cũng có quyền là tạo ra cái mới để phản ánh được đầy đủ hơn, nhưng mà thay vì phải 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 làm lại những cái gì đã có của cha thì ta tận dụng những cái đó có cái có của cha và thêm vào cái mới. Thay vì cho ông yêu chỉ thiếu thôi chứ không hề sai. Thiếu thì tôi tận dụng luôn cái thiếu đấy, xong rồi tôi bổ sung ở cái phần còn lại này thì ta sẽ tận dụng được một cách tối đa thay vì phải ghi lại. Tôi lấy ví dụ như là ở cái lớp động vật này thầy định nghĩa một cái hàm là public void input 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 info chẳng hạn. Đó thì cái hàm này, cái phương thức này nó sẽ nhập liệu cho các cái thông số ID, name, age, gender.
Thì ta có là scanner input bằng new scanner system.in. Thế xong rồi sẽ nhập các thông tin. Đó, ID này, đây này, để nhập nhá. Add out input ID. ID bằng input chấm next in, xong rồi input name name bằng input chấm next line, nhưng mà trước đấy ta đã nhập số nên ta sẽ cần khử nó. Input chấm next line đấy. Rồi nhập về tuổi. Input age bằng input chấm next float. Rồi nhập giới tính. Input gender. Gender bằng input chấm chấm next by next by yeah. Thì cái phương thức input for của động vật này nó đã nhập từ cho ta bốn thông tin. Yeah. Thế thì ở đây đây là cái ông bạn input info của động vật. Wow. Nhập các thông tin ID name. Thế thì ở dưới dưới này tức là hàm ở lớp hai này nha, ta tức là ngoài ngoài việc thừa hưởng được bốn anh bạn ID, name, age và gender của động vật ra thì thực ra đang bị thiếu. Ví dụ như thầy đang thấy là thiếu một cái chẳng hạn đấy, đó là thiếu biết cái màu sắc. Đúng không? Màu sắc của con mèo, mèo nó có màu trắng hay là mèo có màu tam thể hay là màu gì đấy, đúng không? Thì thầy định nghĩa một cái thuộc tính ở đây là tính là color chẳng hạn đấy. Dạ, yeah. Đấy là color nhé. Thì tất nhiên là đây là thuộc tính color của con của mèo đấy, của mèo. Ta không thể dùng nó ở trong động vật được, không dùng nó ở trong cha được nhé. Dạ, yeah. Không dùng nó ở cha được nhé. Thì lúc này ta muốn nhập liệu cho màu sắc của con mèo, đúng không? Thì ta cũng sẽ có một cái phương thức gọi là phương thức input info giống như ông này. Dạ. Ta cũng có một cái phương thức input cho để ta nhập liệu cho thông tin của mèo đấy, đúng không? Thì ta có a cộng override public void input info này này. Wow. Tại vì ở cái info của cha ấy nó không phản ánh được đầy đủ, nghĩa là nó không nhập liệu được cho color. Wow. Nên ta phải xây dựng lại cái info của con để nó có thể nhập được cả color nữa. Thì lúc này ở cái phần khác này này, ta sẽ nhập liệu, tất nhiên là ta cũng sẽ nhập liệu cho các thông tin của mèo, bao gồm cả những thông tin này ID, name và color. Vậy thì lúc này ta sẽ lấy cái đoạn code ở bên input info ở trên này,
Cho xuống dưới đây. Thế này này. Để nhập liệu cho mèo. Đồng thời nhập tiếp cái thông tin về màu sắc cho mèo. Nhập tiếp thông tin màu sắc cho mèo. Color bằng input chấm next nha. Thì ở đây vì trước đấy ta có nhập số next by là số nên ta cũng sẽ cần phải thử đấy đúng không? Input chấm next line trước khi nhập được color lại input chấm next line. Đấy, lấy toàn bộ đoạn code bên trên của chủ cha nhé, để vào đây và đồng thời nhập color cho nó. Ok chưa? Xong nha. Như vậy ta đã xử lý được rồi nhé. Đó là ông input uniform bên trên ấy. Còn động vật ấy, thì ông ấy này không nhập được cho màu sắc của mèo. Hay là nó bị thiếu hoặc bị thiếu nên ta phải xây dựng lại cái input info của mèo. Nhưng bên trên này những cái đoạn code trên này nó đã có rồi và ta phải copy paste xuống dưới đó, paste xuống dưới thành ra nó gặp phải tình huống là bị lặp code. Đây mới chỉ có khoảng chục dòng lệnh, hơn chục dòng lệnh một tí thôi. Nếu nó có khoảng 100 dòng lệnh thì các em thấy này. Nó rất là nguy hiểm nha. Rất là mệt mỏi cho developer đấy nha. Cho nên ở đây là thực ra là ông input info của cha ấy, ông ấy không hề sai, mà ông ấy chỉ là thiếu thôi. Thì như thế nói là nếu mà thiếu thì ta sẽ vẫn dùng nó, xong rồi ta sẽ bổ sung thêm. Chứ ta không phải là copy hoàn toàn từ đầu, làm lại hoàn toàn từ đầu nữa. Thì trong trường hợp mà ta muốn muốn tận dụng cái vẫn tận dụng cái nguyên form của chai này thay vì phải copy lại từ đầu, nếu ta vẫn muốn tận dụng cái ông của cha nhé, ông nguyên form của cha ấy, thay vì ta phải copy paste đấy đúng không, thì ta làm như sau này. Thì ta bỏ đi cái đoạn mà ta copy ở trên đi, bỏ đi này, đi nha, nha. Sau đó ta có super chấm input info. Super chấm input info. Vậy là xong. Thì ở đây nó có nghĩa là gì? Super đây chính là nó sẽ là từ khóa đại diện cho ông cha, cho lớp cha ấy, cái lớp thừa kế của cá này, nó chính là cái ông động vật này. Super đây nó chính là cái ông động vật nhé. Super chấm input info có nghĩa là nó sẽ gọi đến phương thức input info của cha vào đây. Nó tận dụng luôn cái đấy. Thay vì phải đây là lại
Thì đây chính là cái cách thức nha. Đây chính là cách thức. Đó là ta dùng từ khóa super đại diện cho lớp cha. Và sau đấy ta sẽ gọi cái phương thức mà ta mong muốn của lớp cha. Thay vì ta phải copy paste hay là xây dựng lại từ đầu. Như vậy nó sẽ rất là hữu ích. Super này chính là động vật nhỉ. Super là đại diện cho cái lớp cha ấy nhỉ. Super này nó chính là ứng với lớp động vật nhỉ. Super này chính là lớp động vật, chính là cái lớp bên trên đấy. Lớp bên trên này này có mình xây dựng nó là cái này này. Thì cái ông cat này này, ông extend động vật, có nghĩa là thừa kế từ ông động vật ấy. Thì thành ra ông động vật là lớp của lớp cha đấy. Hay còn gọi là nó gọi là super class. Thì cái ông super này chính là ông ấy đại diện cho cái super class này nha. Lớp cha. Thì khi đó ta muốn gọi đến phương thức nào, ta chỉ phải chấm một cái nó sẽ ra. Gọi đến cái bên phòng cha nha. Đó, như vậy chúng ta sẽ tối ưu hóa được code ở đây. Bây giờ sẽ có một điều nữa. Đó là ở lớp cha này nha, lớp động vật đấy, đúng không? Thầy tạo ta một cái hàm tạo không tham số này, và một hàm tạo đầy đủ tham số này, đấy, tạo ra hàm tạo không tham số nhá. Và hàm tạo đầy đủ tham số nha. Thì cái hàm tạo đầy đủ tham số này nó sẽ thực hiện các động tác về vấn đề cải tạo giá trị ban đầu cho các tố tính mà ứng với cái giá trị được nhận nhận được từ tham số. Nhận được từ tham số nha. Public public. Chúng ta không phải đánh từ đầu đâu nhé, chúng ta chỉ việc đánh chữ ký tự đầu tiên của như này này, đúng không? Của tên lớp ấy, xong cần chuẩn cách này nó ra này, đúng không? DO này, cần chuẩn cách này nó hiện ra gợi ý này, chọn luôn này. Tức là đánh đánh một hai chữ cái đầu tiên của thứ nhất thôi. Được chưa? Xong nhỉ? Đây. Pinfo nhỉ?
Cái gì em? Đúng đấy nhá, không sai đâu, cả đâu sao. Bây giờ nói tiếp nhá, tiếp tục này. Thì ở ở cái các động vật vừa đấy thì đưa vào hai hàm tạm, đó là không tham số và đầy đủ tham số nha. Bây giờ thầy cũng đưa vào dưới này cũng hai hàm tạm không tham số này và hàm tạm đầy đủ tham số của cat, thì nó sẽ bao gồm tất cả những thuộc tính của cha cộng với cả color, với color của con đấy, đúng không? Tất cả luôn nha. Cat này. C. Đấy. Thì lúc này đây đây là cái hàm tạm đầy đủ tham số nhé, nó bao gồm có cả ID, name, age, gender và color, đúng không? Lúc này ta có đó là ta muốn khởi tạo giá trị cho các giá trị như là ID, name, age và gender ấy, thì ta sẽ copy bốn con này xuống này. Đồ vật. Nhá. Bốn này xuống nhá. Xuống đây này. Như này đúng không? Cộng với lại this.color bằng color. Đúng không? Nhá, bốn cái ông trên. Tuy nhiên thì cái bốn ông này là bốn ông ở trong cái lớp ở trong cái hàm tạo đầy đủ tham số của cha nó có rồi, đúng không? Nó có rồi, ta lại copy xuống dưới này thì nó bị lặp nha. Thành ra là trong tình huống này nó không được view. Vì vậy ở đây ta sẽ dùng hình thức như sau để ta xử lý. Đấy, đó là super super căn trên cách ra gọi luôn cái shipper đấy này. Thì lúc này cái shipper này nó vẫn là từ nguyên động vật đấy, đúng không? Shipper mở ngoặc tròn đóng ngoặc tròn trong bên trong thì tức là bản chất nó chính là gọi đến hàm tạo đầy đủ tham số của lớp động vật bên trên. Thế lúc này bốn lệnh này sẽ được thực hiện. Như thế có nghĩa là ta sẽ không còn lập code nữa. Tận dụng được luôn cả những gì có ở phần hàm tạo của cha. Và bổ sung thêm cái thần thiếu, cái thiếu. Đấy, thì đấy chính là cái cách thức sử dụng shipper. Đây.
Rồi, như vậy thì đã nói xong cơ bản về vấn đề thừa kế. Như vậy, vấn đề thừa kế đây sẽ nổi cộm lên cái từ khóa extend để cho phép thực hiện động tác thừa kế. Đây thì cũng nói đến kỹ thuật về overloading là ghi đề là tải chồng hay là quá tải. Và một kỹ thuật quan trọng trong thừa kế đó chính là kỹ thuật overwriting, tức là ghi đề. Ghi đề. Kỹ thuật ghi đề đấy thì cho phép là con sẽ định nghĩa lại cái hành vi sao cho nó có thể mô tả được chuẩn xác nhất hành vi của con. Thì trong tình huống này sẽ có thể phát sinh ra cái vấn đề đó là cái hành vi đấy ở cha đã định nghĩa rồi, chẳng qua nó thiếu thôi, nó thiếu thôi. Thì con sẽ có quyền là định nghĩa lại nhưng mà sẽ tận dụng những cái gì đã có của cha bằng cách sử dụng từ khóa super. Super. Thì đây ta có thể tận dụng được phương thức của cha và tận dụng được hàm tạo của cha. Thông qua super. Ok, bây giờ có bạn nào có câu hỏi gì không?